Hello cả nhà. Hello, chào cả nhà. À, hôm nay vợ chồng mình làm một món thịt ba rọi nấu nấu chanh với canh chua. Canh chua rau muống nấu chay nha cả nhà. Cả nhà đón xem thịt ba rọi của vợ chồng mình nấu chanh như thế nào. Cả nhà nhớ ủng hộ cho mình một like và đăng ký kênh cho mình nha. Rồi chào cả nhà đón xem. Đây cái này vợ mình đang cháy nè cả nhà. Cháy thịt. Nay mình làm trong nhà ở ngoài mưa quá, mưa dòng không à. Hai vợ chồng mình giờ vô nhà làm. Đó. Thì hành với củ tỏi ra. Hành tỏi. Còn đây mình nấu ui da, nóng quá. Đó, nó này nè. Nè. Ồ, nồi cũng gan nha cả nhà, cực kỳ ngon nha. Nó chanh nè. Rồi, nó chanh, vợ mình sắc nó chanh để kho thịt ba tỏi. Rồi. Bỏ lá chanh vô nghe cả nhà. Thấy ngon quá. Cái mặn hay cái chanh. Bà xã mình làm xong nè cả nhà. À. Bây giờ bà xã mình làm trứng khổng lồ nữa. Rồi nấu rau muống nữa cái gia đình mình dùng cơm. Nhìn đã là mùa dịch nè mà được cái như vậy là khỏi chê cả nhà. Vợ mình làm nó ăn xong rồi cả nhà, nhưng mà bữa nay không có canh chua nên vợ mình làm trứng cuộn khổng lồ cho cả nhà. Rồi cái này là thịt kho chanh, cái này là dưa hấu, chén nước tương. Mùa dịch là vợ chồng mình ăn vậy thôi cả nhà. Cả nhà cùng ăn với vợ chồng mình nha. Cơm nấu lò gan luôn á, cực kỳ ngon á. Mình thử miếng trứng cuộn rồi, mời cả nhà. Mời cả nhà. Ngon quá. Cơm khô cũng ngon, dẻo. Nó mới chua mà mùa dịch đi kiếm rau rồi mình không có. Mùa dịch ở nhà ăn giờ là quá ngon cả nhà. Bữa cơm mùa dịch ngon lắm em. Vừa ăn ghê á, cắm miếng nước tương nữa. Ở trong dưỡng có bột mà dai dài à. Dài trong dưỡng. Ngon. Bột chân giòn. Chân giòn nước này. Mùa dịch ăn về là khỏi chê rồi chứ. Đã rồi. Mời cái nhà nè. Miếng bà rọi nhìn ngon cực kỳ không. Kho dí giờ. Cháy. Cháy à. Cháy với lá chanh. Béo. Mà dễ làm. Không có cầu kỳ. Mình làm mình có cái chanh, mình hái lá chanh cho mình làm. Mà cứ ăn miếng tôm chua tràn rồi. Quán bán không hết bán. Hết bán là muốn là muốn nhà mình cũng hết luôn à. Còn mấy cộng thì cửa hàng nó nở rồi mà nó lên cái mình làm. Nó mà mở mở mới ngon nha. Cô có đội này mới đã nè. Cô mùi ra cũng đã. Ừ.
ăn đơn giản nhưng mà ngon lắm cả nhà, đơn giản thôi. Mùa dịch làm mấy món ăn này nè cả nhà dễ làm, cùng làm với mình ăn cho gia đình mình nha. Ngon không? Quá ngon. Này nửa ký bà đội với gì? Nửa ký bà đội với trái dưa hấu là ok à. Nửa đấy. Ý rên rên mấy cái dạ. Như đây của mình á là chưa tới 100 ngàn nữa nha. Bữa ăn bữa 100 ngàn cả nhà. Ngon cực. Ngày cũng này khi mà hai đứa con ăn nữa vẫn đủ. Vịt này em làm dài dài ngon. Mười trứng. Mười trứng hả? Mười trứng là có 25 ngàn. Cục thịt này là 50. Đi làm miếng dưa hấu. Đó, bỏ thêm miếng lá chanh vô. Đó. Đảo quá. Mà nó có con cháy ngon. Bỏ ăn không con? À, con. Cả nhà có con cháy. Cái nhà này chủ yếu nấu là để gì? Là để có con cháy, ngon lắm. Con cháy. Rồi. Thôi, gia đình mình kết thúc clip ở đây. Để chiêu mấy đứa nhỏ vô ăn cho vui. Các bạn nhớ cho mình một like nha, đăng ký kênh, ủng hộ vợ chồng mình. Rồi nhớ comment bữa ngon mỗi ngày. Comment ở dưới để vợ chồng mình biết làm những cái món mà ngon hơn, tốt hơn. Rồi, chào cả nhà nha.